Xin chào cả nhà, hôm nay cả nhà có khỏe không? Mình mong cả nhà luôn khỏe, vui vẻ và hạnh phúc nhé. Hôm nay mình chia sẻ cái clip, mình cũng muốn nói về việc mà giống như khi mà mình muốn bán nhà đó ở Mỹ thì như thế nào. Thì khi mà mình muốn bán nhà ở Mỹ á, thì cái có nó có hai nó có ba bốn loại. Là loại thứ nhất, nếu mà bạn muốn giống như dọn dẹp nhà cửa sạch hết. Mình dọn đi, mình một là mình đã mua được nhà, hai là mình phải dọn đi ra khỏi nhà hết, mình mướn apartment mình ở rồi mình dọn ra hết, mình để cái nhà sửa soạn sạch sẽ lại hết, gọn gàng sạch hết để cho người ta đến coi nhà tiện lợi hơn, thì là bước một. Và cái bước thứ hai là các bạn có thể vừa ở ngay đó và vừa cho người ta đến coi nhà cũng được, nhưng với điều kiện cái đó thì bạn cũng rất là cực, là tại vì bạn phải lúc nào cũng phải dọn dẹp cho sạch, thiệt sạch và ngăn nắp, và căn nhà các bạn vào sẽ nhìn nó rất là sạch sẽ và được trang trí đẹp thì bắt mắt cái người mua hơn. Và cái đó là cũng có cái bất tiện nữa, đó là khi người ta đến thì cái người realtor, cái người mà giới thiệu sẽ gọi cho mình, báo mình, sẽ gọi báo với mình là mình phải đi ra khỏi nhà trong vòng 1-2 tiếng để cho người khác, người ta vào coi, chứ mình hai bên sẽ không gặp nhau. Cái đó là nhà, ở nhà đây người ta buôn bán thì người ta chỉ cần qua luật sư với nhau, qua những cái realtor, những người giống như Việt Nam nói là những người môi giới, gặp nhau thôi và họ deal với nhau. Chứ mình không có gặp trực tiếp để deal, để nài nỉ gì hết. Mình chỉ cần nói với cái người mà dẫn mình đi coi nhà, buôn bán nhà cho mình là vậy. Thì bước đó. Và cái bước thứ ba nữa là chúng ta có thể dọn ra khỏi nhà và để cái nhà không cần sửa chữa gì hết. Chúng ta có thể bán như vậy với cái giá là giống như là người ta yêu cầu sửa cái gì thì mình sẽ giảm tiền cho những cái đó để người ta sửa, mình không cần sửa. Thì là ba bước như vậy. Thì khi mình bán như vậy đó thì cái chị chủ nhà, cái chị là realtor, cái chị dẫn mình đi giống như là hướng dẫn mình, chỉ nhận cái nhiệm vụ là đăng bản lên, người ta muốn mua người ta phải liên lạc qua chị đó, rồi chị đó nói chuyện với mình chứ người ta không trực tiếp với mình. Thì chị đó là người nhận đăng bản lên, thì chị có tư vấn mình á, thì mình cũng tính là ra thôi, rồi mua thì giảm, rồi người ta tự sửa gì sửa. Nhưng mà chị có tư vấn với mình là cách một, là cách tốt nhất cho những người muốn bán nhà nhanh gọn lẹ, là tại vì mình sửa nhà lại hết, giống như chỗ nào mình thấy nó hư nó sai mình cứ sửa, mình kêu người đến sửa đồ này kia, hoặc là những chị đó sẽ có người đến sửa cho mình bao nhiêu tiền thì người ta tính vào, thì mình sẽ bỏ một lượng tiền bao nhiêu đó mình sửa lại, nhìn cái nhà nó đẹp khang trang hết, màu sơn hay là tường dơ mình sẽ sơn lại, mình mướn, và với lại mình á, thì nếu mà mình có người á, mình mướn những cái người mà mễ đó, Mexico á, thì người ta làm cái giá cũng rẻ, mình sẽ kiếm những người quen đó người ta làm mình sơn tường, làm này làm kia, chét lại hết, và mình cũng mướn một đội là clean người mễ, người ta cũng clean nhà cho mình. Thật chất họ clean rất là sạch. Có nhiều vết bẩn mình thấy nó dơ lâu năm mà họ vẫn clean sạch ra hết, thì họ có những cái dụng cụ rất là tốt. Bản thân mình làm chắc không có được như vậy. Thì mình đã chọn cái cách một là mình clean sạch, mình bỏ ra gần nhiều lúc cái nhà mình nghĩ cái chỗ đó mình đằng sau nhà mình có một cái hồ nước rất là đẹp, nhưng mà Mỹ người ta đâu có nghĩ cái đó là đẹp, nên mình phải làm nó normal lại, là mình phải mướn người đắp nó lại nữa, tại vì Việt Nam mình trang trí kiểu khác, Mỹ trang trí kiểu khác, nên mình bán là mình ở đây là mình bán cho Mỹ, nên mình phải có một chút của Mỹ trong đó để cho người ta bắt mắt, người ta dễ mua. Thì mình đã chọn cách một là dọn dẹp sạch sẽ hết, rất cái nhà mình vô ha, mình cho người ta clean up làm hết sạch sẽ, và có những chỗ mình làm nó bị cái gỗ bị cháy đó thì mình thay cái đó luôn, mình phải chấp nhận. Và mình và trong đó có cũng có một cái hay, cái chị realtor đó đó, chị muốn nhà bán được nhanh thì chị cũng có tiền hoa hồng,
này kia, nên chị phải help mình những cái đó. Thì chị cũng cho cái công ty của chị là có một cái dịch vụ cũng hay lắm các bạn, người ta cho thuê những cái vật dụng trang trí trong nhà, giống như thay vì bạn để cái nhà trống lốc vậy, người ta đi vô người ta nhìn thấy nó không có mát con mắt, hay là không có một cái cảm tình nhiều. Đằng này người ta ha cho thuê những cái bình này bình kia trang trí trong nhà, giống như làm như có người, giống như là một cái model mà nhà có người ở vậy đó. Mình là chủ nhà, mình quay lại cái nhà mình nhìn ôi sao dễ thương quá vậy, nó rất là đẹp và dễ thương. Thì mình cũng muốn chia sẻ các bạn là khi mà bán nhà thì cái cách như vậy, và mình cũng muốn chia sẻ là trong lúc bán nhà cũng có những cái dịch vụ người ta ở Mỹ này, người ta cho thuê những cái đồ đó, khi mà người ta cứ để trong vòng bao lâu để mà khi nào mình bán được nhà thì qua hôm sau người ta nhận nhà thì mấy người này người ta sẽ đến lấy những cái đó đi, người ta sẽ đem những cái đồ đó đem đi thì trả về cho người ta thôi, rồi người ta sẽ đem đi những nhà khác trang trí. Cái dịch vụ đó mình thấy cũng hay, khi mà vô nhà cái khách hàng người ta cảm thấy cái nhà đẹp xinh thì người ta dễ mua hơn là khi bạn để cái nhà mà trống lốc trống lơ như vậy. Thì mình thấy Mỹ có nhiều những cái idea rất là hay, trang trí nhà đẹp. Thì mình xin chia sẻ một chút kiến thức này, và sau đây thì mình có để cái clip nhà của mình, cái nhà mà mình, các bạn có nhớ mình có quay cái clip là cái nhà khi mình sang Mỹ á, lần đầu tiên á, căn nhà nhà đó mình rất là thích, mình thương yêu cái nhà đó lắm, nhưng mà cũng có một chút lý do nên mình phải dời nhà đi, vì con cái trường học nên á, mình cũng xa cái nhà đó, mình cũng buồn, mặc dù nó cũng hơi có một chút kỷ niệm mình đã từng kể các bạn đó, nơi đó mình thấy có những mình từng gặp người cõi âm ở đó, mà ngộ một cái là chỉ có mình và mẹ mình gặp thôi, còn những người trong nhà thì họ bình thường không có ai thấy hết, họ chỉ nghe tiếng động như thế, còn mình thì thấy trực tiếp, nên cái đó cũng kỷ niệm, và cái clip này mình cũng muốn giữ lại làm kỷ niệm cho mình. Cái căn nhà đầu tiên khi mình qua Mỹ, mình sống ở đó cũng được 10 năm, mình rất là quý căn nhà đó, mình cảm thấy ấm áp khi ở trong đó, mặc dù mình thấy cái một người đàn ông ở đó nhưng mà họ không có làm gì mình, họ mình có cảm giác rất là ấm áp ở nơi đó. Nhưng bây giờ mình phải đi, thì bây giờ cái clip này các bạn hãy cùng xem với mình nha, và các bạn hiểu thêm về khi người ta trang trí cái nhà cho mình rất là bắt mắt. Đây là những cái tranh, những cái Chúng ta hãy bắt cây đầu mà người thôi. ta đem đến trang trí cho tường của mình. Đây, những vật dụng người ta đã đem đến, các bạn thấy họ trang trí nhìn rất là đẹp. Đây, trên tường á, đó, họ để bình bông đồ này kia, và cái bếp họ trang trí những cái bếp mình làm cháy mình phải thay lại hết cái bằng đá, các bạn thấy đẹp không? Đó, cái sinh mình thay lại, và đây đó, những cái này là họ đã đem đến cho mình mượn để giúp mình trang trí nhìn đẹp hơn, và mình cũng muốn ngược lại dọn dẹp phim nó rất là sạch, nhìn nhà nó sáng sủa lên. Mà đây là phòng mà thì đó, họ cũng để tranh, để cây cối, tường thì đó, họ sẽ để những cái bức tranh hợp với cái khung cảnh nhà mình đó. Những cái này là người ta cho mình thuê lại nha. Đó, sau khi mà có người nhận nhà rồi thì họ sẽ đem đi thôi. Và đây là cái phía sau nhà mình. Phía sau nhà mình là nguyên một cái đất này á, mình rất là thích, nhà mình đóng lên đẹp để ra phía sau ăn uống ngồi chơi, rất rất là rộng. Và chúng ta hãy lên trên cái tầng trên lầu, đây là một cái phòng để đọc sách hay là cái coi tivi. Mỹ có một cái phòng như vậy thì đó, họ cũng trưng lên này kia. Đây là phòng lớn master là của hai vợ chồng, đèn bị hư nên mình không có quay được. Đây là cái nhà tắm của mình, họ trang trí các bạn thấy không, nhìn đẹp sang
Đây, cái phòng này thì bị hư đèn nên mình hôm nay về sửa lại đèn á. Hãy chứ mở lên nhìn cũng đẹp lắm. Và đây là các phòng nhỏ. Có những nơi không cần phòng ngủ thì họ mới để gì hết. Nhà tắm của các phòng nhỏ thì đây, họ cũng trang trí, họ để khăn, để đồ. Ở Mỹ thì họ, nhà họ họ thường trang trí kiểu này như vậy nè, để khăn trượt tay, bình hoa để kia trong nhà tắm. Đó, thì nhà mình gồm có 4 phòng, 2 phòng lớn, 2 phòng nhỏ. Và sau đây thì chúng ta sẽ sao nhà của mình vào ban ngày á. Đó, mình rất thích chỗ này, có ghế salon, rồi hồ cá, tiếng nước róc rách, mẹ Quan Âm, cảnh về đêm, các bạn thấy không, rất là đẹp. Mình trang trí, mình bỏ công sức cho đây cũng nhiều lắm, mình rất là thích nhà này. Cái gì cũng cái duyên, chắc hết duyên rồi mình phải đi thôi. Mình không được nên mình phải chuyển nhà khác. Đây là một kỷ niệm của mình. Cá rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này. Mong các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người luôn luôn có sức khỏe. Có sức khỏe thì chúng ta sẽ làm nên tất cả nha. Xin chào, bye bye.